hello xin chào mọi người không biết là bây giờ thì các bạn đang có đang xem phần phát trực tiếp rất là bất ngờ của chị bây giờ không nhưng nếu như mà bạn nào đã đang xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị ở trong buổi chiều hôm nay nhá được không nào em ơi em nhớ nhá đây này chỗ này em phải đi này hiểu chị không lấy cái bút giống của chị ấy hello xin chào các bạn các bạn ơi không biết là bây giờ thì uh, các bạn có đang xem phần phát trực tiếp này cùng với chị không nhưng mà hiện tại thì chính thức ngày hôm nay sổ tay văn học phiên bản giới hạn mới cập bến các bạn có thể nhìn thấy nói chung là nhìn cũng rất là ok nhìn rất là xinh xẻo được không ạ và như đã nói cùng với các bạn thì có rất là nhiều bạn thắc mắc về việc là là ảnh uh, tức là cái cái bức tranh mà cái ảnh của sổ tay văn học này là lấy cái cảm hứng từ đâu thì ngày hôm nay nhân tiện khi mà sổ tay văn học cập bến thì chị cũng muốn lý giải cho các bạn được không ạ hello các em à, dành cho lớp mấy vậy chị đây là sổ tay văn học dành cho các bạn học sinh lớp 12 nhá đang ôn thi trung học phổ thông quốc gia em nha được không nào cho chị cái quyển tập 2 được không tập 1 thì có vẻ như các bạn đã khá là quen rồi Để cả một quyển tập 1 nữa đi em đây tập 1 của chúng mình này được không ạ? À? Tập 1 của chúng mình những chuyến đi cùng thơ. Em đang đi học à? Ok, xin chào Phạm Thu, xin chào Vương Thùy. Xin chào các bạn. Đây là tập 1 những chuyến đi cùng thơ. Được không nào? Những chuyến đi cùng thơ. Đây là tập số 2. Đấy, nóng hổi luôn các bạn ạ. À. Đây là những câu chuyện cuộc đời không quên. Được không nào? Và đây là số tập số 3. Đây là cái đẹp từ những dòng văn. Đây là ba bộ ba đây ạ, chị sẽ mang lên đây để cho các bạn nhìn cho nó sáng sủa một chút xíu nhá. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây chính là bộ ba sổ tay văn học bao gồm sổ tay văn học tập 1, tập 2 và tập 3, được không ạ? Một cái tông màu trắng chính là cái tông màu chủ đạo và ở đây chúng ta có một cái nhân vật đồng hành cùng với chúng mình trong tất cả những cái chuyến hành trình các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. <laughs> không biết là các bạn có biết hay không nhưng mà khi mà chị làm việc với cả bạn mà thiết kế với cả bạn mà vẽ bìa cho sách lần này ấy thì bạn ấy đã lựa chọn là bạn ấy đã lấy từ cái hình ảnh chibi của chị ở trong này đây các bạn nhìn vào đây em chỉ mới follow thôi nên chưa biết nhiều lắm mà ok các bạn ơi các bạn nhìn nhá đây là cuốn sổ tay văn học đây đây là tập 1 này chúng mình ở trong cái cuốn này sẽ trình bày kiến thức về năm tác phẩm thơ được không ạ à? sẽ trình bày kiến thức về năm tác phẩm thơ nhé các em nhá đây ở trong này sẽ là năm tác phẩm thơ có nghị luận xã hội nhá cho chị mượn quyền nghị luận xã hội đi cho chị mượn quyền nghị luận xã hội nhá đây các bạn ơi đây một lát nữa sẽ giới thiệu sổ tay chinh phục nghị luận xã hội được không ạ à? và có một cái điều đặc biệt là ngày hôm nay bạn những bạn nào mà đặt sách trực tiếp qua phần livestream này thì chị sẽ miễn phí ship cho các bạn nhá chỉ duy nhất đặt sách ở trong phần livestream này thôi nhá được không ạ trong phần phát trực tiếp này thôi duy nhất thôi duy nhất thôi ạ. À. Còn nói chung là cái việc mà chị Hiên uh, free ship miễn ship cho các bạn thì cũng là một cái điều hiếm hoi lắm bởi vì các em cũng phải hết sức thông cảm vì bây giờ phí vận chuyển cho sách ấy cực kỳ là cao, không phải là riêng sách mà phí vận chuyển bây giờ đến các thành phố các tỉnh thành rất là cao. Thế nên nếu như bạn nào mà đặt sách ở trong buổi chiều ngày hôm nay, cụ thể là trong phần phát trực tiếp này thì chúng mình sẽ được miễn ship nhá, chỉ duy nhất cho các bạn đặt trong phần phát trực tiếp thôi ạ, à. chứ không phải là cả buổi chiều ngày hôm nay đâu nhá, nên các bạn lưu ý giúp chị được không nào bởi vì ngày hôm nay sách vừa mới về vui quá thế nên là là mới à từ đặt từ hôm thứ bảy đến giờ chưa có là đúng rồi em ạ tại vì là chị đã nói rồi cái phần mà các bạn đặt ý là các bạn đặt trước còn ở thời điểm hiện tại bây giờ là bây giờ chúng ta mới có sách và tầm một 2 ngày nữa là em sẽ được thôi là em sẽ nhận được thôi nhá ngọc trang nhá đừng lo có hàng trăm bạn cũng đang chờ như em mà được không ạ rồi các bạn ơi đây những chuyến đi cùng thơ này các em có thể nhìn nhá, những câu chuyện cuộc đời không quên. Chị nói với các bạn là cái này nói về năm tác phẩm thơ rồi đúng không? Thì đây các bạn nhìn này, đây là sổ tay văn học những câu chuyện cuộc đời không quên. Các bạn có thể nhìn ở trong cái ảnh bìa này và các bạn sẽ phát hiện ra luôn là những cái phần kiến thức về các tác phẩm nào được trình bày nhá. Các em nhìn này. Đây là gì? Hình ảnh của tác phẩm gì các em ơi? À, lấy ý tưởng từ cái hình ảnh của một cô gái đi khám phá đi tìm kiếm những cái vẻ đẹp ở trong các cái tác phẩm văn học giống như là một chuyến hành trình ấy thì chị nghĩ rằng là những cái câu chuyện cuộc đời không quên chính là một cái hình ảnh để chúng ta có thể nhớ lại về tất cả những cái hình ảnh đẹp đẽ mà các nhà văn đã tạo ra trong tác phẩm của mình và ở trong cái tác phẩm đó thì chúng mình có những cái câu chuyện đúng không ạ Có những cái mảnh đời có những cái số phận và đây cô gái này đang đi tìm kiếm cái hành trình này các bạn có thể nhìn thấy ở đây đây là câu chuyện gì ạ chiếc thuyền ngoài xa nhá Được không ạ? À? Đây là gì các bạn biết không? Đây ạ, à. đây là gì? Rừng xà nu nhá Đó, cầm giáo cầm mát này Được không ạ? À? Những cái lớp người của những cái lớp người của dân của người dân Sô Man này các bạn thấy không? Và đây ạ. À. Đây là gì? <laughs> Vợ chồng Nga phủ nhá. Cô mị cô ấy đang ngồi ở trong một cái phân căn phòng kín mít chỉ có đúng một cái lỗ vuông bằng bàn tay trông ra ngoài nắng không biết là sương hay là nắng đúng không ạ chỉ biết trông ra ngoài chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng các bạn thấy ẩn sâu ở trong nhiều thứ không nhưng các bạn ơi hãy nhìn sâu hơn một chút vào cái bìa sách này thì các bạn sẽ thấy này đây chúng mình có này thấy không ạ hình ảnh của hai con người và đây ạ à, xóm ngụ cư chúng mình có cả vợ nhặt nữa được không nào vậy là ở trong cái cuốn sổ tay những câu chuyện cuộc đời không quen này của chúng mình sẽ đi trình bày kiến thức về các tác phẩm bao gồm một là chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Hai là vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài, ba là rừng xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành và số 4 là chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu các bạn nhé. Còn có gì thì một lát nữa chị sẽ cùng với các bạn khám phá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng qua cái cuốn sổ tay này và đến với cái cuốn sổ tay văn học tập 3 của chúng mình nhá. Không biết là các bạn có đoán được là cái cái cuốn sổ tay văn học tập 3 này thì uh, trình bày kiến thức về các tác phẩm gì qua cái tranh vẽ bìa này hay là không? không biết là các bạn có 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 đoán được không các bạn nhìn này ôi ở đằng sau chị cảm giác là như là chị kiểu đang được đến phú yên ấy các bạn ạ tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đúng là như vậy luôn ạ đẹp lắm luôn ấy và chị cảm thấy rằng là trong cái lần này chị cực kỳ tâm đắc với với cái phần trình bày bì của bạn họa sĩ mà chị đã cùng với bạn ấy chị đã cùng với bạn ấy để bạn ấy có thể hoàn thành cho chị những cái uh, bức tranh bìa rất là đẹp như thế này. Ở trong này các bạn nhìn nhá, cái đẹp từ những dòng văn. À đây thì chắc hẳn là các bạn cũng đoán ra rồi, Tuyên ngôn độc lập, được không ạ? Đây tiếp tục này, hình ảnh của dòng sông này các bạn có đoán ra không? Khác này. Đó là gì ạ? À đó là người lái đò sông Đà, được không ạ? Và ai đã đặt tên cho dòng sông? Và ở đây các bạn cũng có thể nhìn thấy này, hồn chương ba ra hàng thịt thấy không ạ à? một vị tiên đế thích rất là thích đánh cờ thấy không các bạn hiểu ý chị không ạ à? <laughs> nói chung ý đây là một cái bộ sổ tay mà tim học văn chị hiên đã dồn rất là nhiều tâm huyết vào trong này thực sự là đã rất là cố gắng để dồn rất nhiều tâm huyết vào trong này chúng mình sẽ cùng xem qua bố cục một chút đối với từng tác phẩm xem sao nhá. à ở bên này là có hai cái mã audio chị tạm thời che đi này một là audio để giải các cái đề và hai là audio văn xuôi mới nhá được không ạ rồi ở trong này đây này nó bị hơi bị kẹt một chút xíu đợi chị chút đây vợ nhặt này chị sẽ có một cái phần phổ thơ lại cái tác phẩm vợ nhặt này được không ạ đó một cái bài thơ nói chung là tự viết phổ gọi là phổ thơ lại để nói về cái cốt truyện tiếp theo là về thông tin tác giả này được không ạ thông tin tác giả xong sẽ có một cái phần viết thành văn xuôi này để các bạn biết cách hành văn và ở đây có sưu tầm thêm một số những cái câu chuyện thú vị về kim lân này được không ạ à? sau đó thì có thêm những cái phần nhận xét về tác phẩm vợ nhặt được không nào và trích thêm một số những cái phần thông tin để các bạn có thể tham khảo sau đó thì bắt đầu đến những cái vấn đề chính được đề cập này sau đó bắt đầu về ý nghĩa nhan đề đi giải quyết từng vấn đề theo hai cái phương diện một là xác định cách làm và hai là triển khai thành bài văn và đoạn văn này được không ạ à? đó tương tự như vậy đối với các nhân vật được không nào đối với các nhân vật ở trong phần này được chưa nào các bạn thấy không ạ đó đối với các nhân vật ok chưa và có một cái khá là hay ho đó chính là ở trong cái phần cuối ấy ở trong phần cuối này nhá phần cuối sách nhá chị có làm một cái phần đó chính là đây các bạn có thể nhìn phần này được gọi là đây ạ những chi tiết đáng chú ý trong tác phẩm các bạn thấy không những chi tiết đáng chú ý trong tác phẩm và đây là những cái chi tiết đáng chú ý ở trong cái tác phẩm mà chúng mình được trình bày kiến thức ở trong cái cuốn này. Và đây là cuốn những câu chuyện cuộc đời không quên. Nói chung là ở trong cuốn sách này thì còn có rất là nhiều thứ nữa mà chị nghĩ rằng là nếu như bản thân các bạn thực sự muốn sở hữu bộ sổ tay phiên bản limited cực này thì các em có thể nhắn tin ngay cho admin fanpage Học văn chị Hiên để đặt nhé. Được không ạ? À? Và thêm một cái nữa đây, cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội mà các bạn vừa nói với chị đây. Được không ạ? À? Các bạn vừa hỏi chị đây Thì ở trong này nhá sẽ có những phần sau Một là phương pháp làm bài Hai là dẫn chứng Ba là, những, là 60 bài văn mẫu Và số 4 là 50 cái bài tập Sau đó các bạn có thể quét Cái phần đáp án ở trên web luôn Bởi vì có cái mã QR ở đây rồi Ok chưa nào? Nhá các bạn nhá Đấy, nói chung là cũng xịn sò Đấy các bạn được không ạ? À? Nói chung là cũng xịn sò, nhìn thì cũng rất là xinh xẻo đây các bạn ơi, đây cho các bạn nhìn. Được không ạ? À? Sổ tay văn học. Tập 1, tập 2, tập 3. Và chỉ bao gồm nội dung của các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 thôi. Vợ nhặt à. <laughs> Được không nào? Nhìn vào đây là biết là ở trong cái cuốn sổ nào bao gồm những cái tác phẩm nào rồi đúng không? Ok. Các bạn ơi, bây giờ thì chị sẽ dành thời gian để cho các bạn đặt sách À đặt luôn trên like chị ơi Ok chị chốt cho Lê Oanh nhá Một lát nữa Lê Oanh nhắn tin vào Vào ép uh, vào cho admin fanpage học văn chị Hiên Và nói rằng là em đã đặt trên like rồi Để mình sẽ được free ship nha À ok không nào Để mình sẽ được free ship nha Được không ạ À ba cuốn sổ tay này cả bộ sẽ có giá là 495.000 các bạn nhá Sẽ có giá là 495.000 cho cả ba cuốn À các bạn sẽ còn được tặng thêm đấy Quà tặng của các bạn sẽ bao gồm một bộ mở bài một bộ mở bài, một bộ kết bài. Nhưng mà cái này có giới hạn nhá. Đây ạ, à, cái này có giới hạn. Thứ nhất là một bộ mở bài, một bộ kết bài. Đây kèm theo một cái bookmark và kèm theo một cái cuốn sổ cực kỳ xinh xẻo. Điều nhỏ bé phi thường sổ tay hành động điều nhỏ bé phi thường của học văn chị Hiên. Các bạn nhìn này. Đây rất là đẹp luôn. Đây là cái cuốn sổ gọi là limited đấy ạ. À. Không còn nhiều đâu ạ. À. Chúng sẽ hướng dẫn các bạn là trong 30 ngày chúng mình sẽ làm gì hôm nay làm gì đây Và ở phần cuối cái cuốn sổ này thì các bạn sẽ có thêm những cái phần để các bạn ghi thêm ghi chú vào trong này Được không ạ? Đó, các bạn thấy không? Nói chung đây là một cái cuốn sổ rất là xịn rồi Lê Oanh ơi, một lát nữa em nhắn tin vào trên vào page là em đã đặt trên like để, để em được free ship giúp chị nha. Được không nào? Ok, bạn nào nữa nhờ để chị chốt nào, chị sẽ ghi lại vào đây danh sách nhá. Thứ nhất là Lê Oanh này, thứ hai là Minh Thư này. Giá hai quyển tập 2 và tập 3 là 300 50.000 hai cuốn tập 2 và tập 3 nhá. Nhưng nói chung chị thì chị vẫn khuyến khích là các bạn sẽ mua combo hơn. Cho chị mượn cái bút và cái đó không? Hay là em ghi giúp chị luôn đúng không? Thứ nhất là Lê Oanh. À, thế em đặt trước để nhận quà. <laughs> Đây ạ, à, các bạn nhìn này. Rất là xinh luôn ấy, xinh xẻo thực sự. Chỉ cần em không bỏ cuộc đại học rất gần rồi, nhất định không xa. Đại học gần rồi nhất định không xa học văn chị yên luôn bên em. Bạn thứ hai là bạn Nguyễn Minh Thư nhá. Một số như chị đã nói rồi ạ Những bạn nào mà đặt sách ở trên phần phát trực tiếp ngày hôm nay Thì sẽ được free ship sách Không phải là free ship cho các bạn ở trong ngày hôm nay Mà chỉ riêng đặt ở đây thôi nhá Cho em đặt một cuốn tập 2 và một cuốn tập 3 Ok, Hoàng Hương Giang Tập 2 và tập 3 này Tập 1 nội dung là về 5 tác phẩm thơ em nhá Tập 1 là nội dung về 5 tác phẩm thơ nha Ok, chị chốt cho Nhài Trương nha À, à không phải, chị chốt cho Hoàng Hương Giang chứ Đúng rồi, Hương Giang lấy tập 2 và tập 3 nhá Ok Uh, combo là 495.000 cho ba cuốn được tặng các phần quà sau thứ nhất đó chính là một bộ mở bài và kết bài cái thứ hai là một cái bút mát kẹp sách dành cho các bạn cái số 3 là điều cuốn sổ cuốn sổ tay rất là may mắn và xinh xẻo của Văn Trị Hiên điều nhỏ bé phi thường À còn được tặng thêm cả một cái bộ sticker 5 món dành cho cái cuốn một này nữa nhé Tức là khi mà các bạn mua cái cuốn 1 này là các bạn sẽ được tặng một cái bộ sticker Rồi chốt giúp chị bạn Hòa Trần đặt cuốn 2 và cuốn 3 nhá Cuốn 2 và cuốn 3 là văn xuôi nha em nha Hòa Trần cuốn 2 và cuốn 3 Ok Rồi bạn uh, Tây Giang đặt 3 cuốn sổ tay bộ full luôn Đây bộ sticker này nữa để các bạn có thể gắn vào trong cái cuốn thơ nhá Để đánh dấu chúng mình sẽ học dễ dàng hơn rất là nhiều đấy Được không ạ? Các bạn ơi, các bạn có... Còn bạn nào muốn đặt nữa không? Nếu không chị sẽ kết thúc nhá Bạn này một bộ luôn nhá nếu không chị sẽ kết thúc nhá Tại vì là như chị đã nói rồi Chỉ uh, gì ạ Free ship cho các bạn Duy nhất Chỉ free ship cho các bạn duy nhất Ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thôi Chứ không phải là trong ngày hôm nay đâu ạ Ôi đáng yêu quá chị ơi à ừ, Ok cảm ơn em rất là nhiều Em mua hết em muốn được tặng hết quà Ok yên tâm yên tâm À nghị luận xã hội là 149.000 em nhá Nghị luận sổ tay chinh phục Nghị luận xã hội là 149.000 nha Hôm vừa rồi thì nói chung là cuốn sổ tay nghị luận xã hội của chị nhận được phản hồi rất là tốt từ các bạn Thực sự là như vậy Và chị rất là vui bởi vì các bạn ấy nói với chị rằng Chị ơi em nói thật nhá Đó là em không thể nào tưởng tượng ra được rằng là những cái gì em cần đều ở trong cái cuốn sổ tay này Em đã từng gọi là tham khảo rất là nhiều những cái đầu tài liệu khác nhau rồi Nhưng mà em cảm thấy nó không thực tế với em Và em cảm thấy rằng là đúng là đây là cái thứ mà em đang cần Nên chị cũng hy vọng là các bạn sẽ Cái điều này sẽ mang đến cái gọi là động lực cho các bạn rồi em ơi, chốt thêm cho chị bạn Nguyễn My nữa, bạn này cũng đặt combo. Bạn này cũng đặt combo 3 cuốn sổ tay đúng không em? Rồi ok, chị uh, miễn ship cho em nhá, chị miễn ship cho em nhá. Chị miễn ship cho My nha. Được không nào? Nguyễn My cũng một bộ Một lát nữa các bạn nhớ nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên Để chúng mình có thể lấy link và đăng ký ngay nhá Tại vì quà tặng thì không còn nhiều Đương nhiên sách thì chỉ có 300 bộ thôi Nhưng mà quà tặng thì không còn nhiều đâu ạ Và không phải ai cũng cũng uh, có cái cơ hội để nhận quà đâu ạ Rồi bạn nhài trương này Cũng là ba cuốn giúp chị Rồi các em ơi Chị dừng nhá <laughs> Chị dừng nhá rồi bạn uh, bùi uh, bạn bùi bạn bùi viết văn hay là bùi viết vân à đây sổ tay nghị luận này 0358144273 combo gì ở nhà trường? Cô combo gì em em muốn mua thêm gì à em muốn mua thêm gì em muốn mua thêm gì hay sao em muốn lấy thêm gì hay sao combo là ba cuốn đấy hay là em muốn lấy thêm cả nghị luận xã hội nào nhanh để chị nhanh để chị chốt chị dừng nào chị chưa bao giờ kiểu như là gọi là ừ em đã nhắn ok leo anh được rồi được rồi một lát nữa các bạn cứ bình tĩnh hôm nay nói chung là cũng kiểu phát bất ngờ thực sự là như vậy cũng phát bất ngờ lấy thêm cả nghị luận xã hội cho bạn nhài trương luôn nhé 2 k ba năm nay nhất các em rồi năm ngoái thì các bạn 2 k hai cũng nhất mà đúng không nhất các em rồi <laughs> nhưng mà nói chung là đúng là chị phải thừa nhận rằng là càng ngày thì các bạn đấy càng được có những cái sản phẩm giá trị hơn tốt hơn và nói chung là tức là hướng tới cái mục đích là để các bạn ấy kiểu học dễ dàng nhất ấy kiểu vậy nói thật là như vậy nói chung là cũng tự hào bởi vì những cái sản phẩm của học văn chị hiên từ trước đến giờ các bạn ấy đều đánh giá là mang tới một cái sự khác biệt và bản thân chị thì nghĩ rằng là chúng mình vui về điều đấy đúng không ạ bây giờ đặc biệt là đối với cái việc học môn văn cái việc mà chúng mình yêu thích là rất là quan trọng chắc chắn là như vậy và khi mà chúng mình đã có cái động lực học rồi thì chị tin chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ làm rất 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 là tốt à được sổ tay nghị luận xã hội đặt trong phần phát trực tiếp này cũng được free ship nha nào có nhanh không để chốt cho chị không thì thôi chị người nghỉ, nghỉ nhá chị nghỉ nhá chị dừng nhá chị nói từ bây giờ chị cũng thấm mệt rồi các em ạ nào các bạn ơi thế nào nhở có ai muốn 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 đặt thêm sản phẩm gì để được uh, miễn phí ship không thì ship bây giờ cũng đắt đỏ đấy, cũng cao đấy Nên là nói chung là mình cứ nhân cơ hội Bởi vì dù sao so với các bạn khác Mà không tham gia được phần phát trực tiếp ngày hôm nay Là kiểu gì các bạn ấy cũng sẽ kiểu tiếc ấy Thực sự là như vậy Kiểu gì các bạn ấy cũng sẽ sẽ kiểu tiếc ấy Chị nhớ tặng em tất phần quà cho em nhé Ok rồi tặng tất Ưu tiên ưu tiên Rồi ok Hoàng Luân 50 bộ nhá Chắc là đặt cho cả lớp đúng không em À em học năm sau được mua cho con em À, Lê Oanh đặt cả nghị luận xã hội nữa nha em nhé. OK Lê Oanh OK OK chị biết rồi em nhé, chị biết rồi. Vậy là ừ, chị nhớ trích inbox em nha. OK OK được rồi, nào các bạn ơi, thế chị dừng nhá, chị dừng lại nhá. Kết thúc kết thúc buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. À rồi OK thêm bạn Nguyễn Văn Quý nữa đặt nghị luận xã hội này. À, được nha, được nha. Tên của em khó đọc quá, Ju Ru à em. Bạn, em có đặt không nhở? Ừ đúng rồi à em đặt sổ tay nghị luận xã hội với sổ tay văn học được free ship không ạ à? được nha em nha em đặt chưa em đã đặt chưa à vâng ạ à. ok cảm ơn các bạn rất là nhiều cảm ơn các em ngày hôm nay kiểu bị chị hiên dụ dỗ đúng không nhưng mà nói chung là đây là cái cơ hội tốt mà tham gia lại chị ơi sách bao nhiêu thế chị chuẩn bị dừng lại rồi lại tiếp tục vào hỏi chị ơi sách bao nhiêu thế Vân Hà ơi, hiện tại thì cái bộ sổ tay văn học limited này của chị và phiên bản giới hạn này bao gồm 3 cuốn. Đây, tập 1, tập 2 và tập 3 có giá là 495 000 nghìn nhá. Khi mua thì các bạn sẽ được tặng thêm đây ạ. Thứ nhất là một cái bookmark kẹp sách này. Cái số 2 là một bộ mở bài kết bài này và cái số 3 là một cái cuốn sổ tay điều nhỏ bé phi thường. Và cái này có giới hạn nhá. Em ơi, bạn Nguyễn Hà Anh đặt sổ tay nghị luận xã hội nhá. Ok Hà Anh. Một lát nữa nhắn tin về page em nhá. Đây, và điều nhỏ bé phi thường. Ok chưa nào? Đó, được chưa? Dạ chị check inbox em. Ok ok, một lát nữa một lát nữa nhá, đợi chị một chút xíu. Được không nào các bạn ơi? Được chưa? Thôi nhá. Thế thôi nhở. Còn lại các bạn thôi. Đợi uh, dịp khác nhá. Ngày hôm nay chúng mình chỉ gọi là trao cơ hội và may mắn cho nhau đến đây thôi. Được không nào nhá? Chị chị, chị gọi là chúng mình chỉ trao cơ hội và may mắn cho nhau đến đây thôi. Chị ơi em muốn inbox riêng cho chị Tới 14 ba 30 chị Thôi kem ơi Kem đừng dụ dỗ chị nữa Chị có rất là nhiều việc cần phải làm bây giờ À quên phần quà của chúng mình còn là một cái bộ sticker nhá 5 cái sticker như thế này nữa Để chúng mình dán vào sách Được không? 5 cái sticker như thế này nữa để chúng mình dán vào sách nha, Để chúng mình có thể đây 5 cái sticker đây Để chúng mình có thể dán vào sách Và từ đấy thì chúng mình sẽ tìm các cái trang nhanh hơn Đây ạ à, Các cái tác phẩm thơ Cái này thì dành riêng cho cuốn thơ nhá Đây này Các bạn có thể dùng dành riêng cho cuốn thơ này Ok chưa nào? Rồi, ngày hôm nay dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì đã theo dõi và tham gia vào cái buổi livestream bất ngờ này của chị mà lại còn vào cái giờ mà các bạn đang kiểu đi học nữa chứ, đúng không? Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo cùng với chị Hiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.